Tôi tên là Nguyễn Thị Thúy, 52 tuổi. Còn đây là con dâu của tôi. Con xin chào hai MC và quý vị khán giả. Con tên là Lê Thị Vĩnh Ly, năm nay con 26 tuổi. Con làm dâu của mẹ được gần 1 năm rưỡi. Hiện tại mình đang làm cái gì chị? Dạ em ở nhà nội trợ giữ em bé. Cô ơi, cái ngày đầu tiên mà cô gặp gỡ con dâu tương lai của mình á, cô cảm giác làm sao? Con mình thì ốm mà quen dâu thì cũng hơi tròn tròn. Để ai đi với số 10 ai đó. Lúc đó là được ăn hết, nó hai đứa số 10. Nhưng cô lúc đầu gặp cô có thích không? Bé lợi thì cũng biết chào thương người lớn thì như đó là cũng được rồi. Ấn tượng của tôi đầu tiên là tự vì thấy con bé này lúc đó con mình học vừa xong, tốt nghiệp xong là con phải đi bộ đội. Nên con bé này là tuần nào chị cũng đi thăm con của cô đó. Mà nhiều khi cô mắc bận công chuyện, cô tự chủ nhật cô hay nấu cơm từ thiện cho người ta nên là cô không rảnh. Rồi mưa nó cũng không đi được, thằng bé là cỡ nào cũng đi, mưa là cỡ nào chị cũng đi. Nên thành ra từ cái chỗ đó mình thấy ấn tượng bé Liên là thấy là biết thương con mình, nên thành ra từ đó càng thương con nhiều hơn. Dạ chị, cái ấn tượng đầu tiên của chị khi mà gặp mẹ chồng tương lai á, nó như thế nào chị? Dạ lúc đó là giống như bọn em còn nhỏ quen nhau rồi dẫn qua nhà chơi chứ chưa có phải nghĩ là mẹ chồng á, nên là không có giống như không có phải lần đầu tiên gặp cái gì qua thoải mái lắm vậy, không không có gì ý là đâu có nghĩ là sau này là mẹ chồng mình đâu. Nhưng khi biết là mẹ chồng rồi đó thì em cảm giác thế nào? Khi biết là mẹ chồng rồi là quen một quãng thời gian lâu rồi cũng thường xuyên qua nhà chơi là nó thoải mái lắm. Nhưng cô sợ lúc đó còn nít quá, cô có lo gì cho con trai của mình không? Không, cô không có nghĩ gì hết trơn, cô cứ đơn giản kệ nước tới đâu nước lăn đồng cho tới đó. Rồi khi mà hai người cưới nhau đó thì những ngày đầu về làm dâu thì như thế nào? Cháu nó cũng bình thường thì cũng nghĩ nó như con mình, nói chung nhà cũng dậy trễ lắm, 8-9 giờ dậy thì bé cứ để mình cứ để cho bé 8-9 giờ dậy. Rồi nhiều khi ba chồng kêu sao không kêu dậy sớm đi, thôi nhà mình nói cũng dậy vậy thì cháu dậy kệ chừng nào dậy, nó làm chung với tôi có gì đâu mà kêu dậy sớm. Em có bỡ ngỡ gì trong ngày đầu tiên làm dâu không? Dạ không, thấy cái gì cũng học, không có gì không học. Sáng nào hai mẹ con cũng đi ăn sáng rồi đi chợ chung. Rồi thời gian này chồng đi làm xa không có nhà thì tối đó, hai sữa. Mẹ con và cháu đi uống trà sữa. Tìm quá nhờ. Dạ. Nên rồi. Ngoài ta nhìn vô người ta cứ nói là không ai nói mà là mẹ chồng nàng dâu, tôi cứ nói là hai mẹ con. Một năm rưỡi qua nó trôi qua trong im lặng như vậy, vui vẻ như vậy, không có chuyện gì mà buồn lẫn nhau hết hả? Cũng có nhưng mà cái chuyện đó không đáng. Ví dụ như mỗi lần mà Liên mà giận chồng thì hả, gọi điện thoại chồng hay sao không được thì nói chuyện với mẹ hả, nhiều lúc giận cá chém thớt mẹ gọi nói chuyện với mẹ chồng hơi không được vui, nói mẹ em không nói cho chồng con vậy, con chồng chia tay à. Rồi lúc đó cô làm sao cô? Lúc đó cô không nói hết, cô nói chứ thôi có gì đâu mà chia tay, để từ từ mẹ nói với nó cho rồi hả, đừng có đụng chút xíu là nói chia tay là không hên. Sao lúc đó sao mà em lại giận chồng, em lại cằn nhằn mẹ chồng là sao? Tại vì nhiều khi cãi lộn thì tức quá không có kiềm chế được, cái xong rồi con tức quá thì con nói chuyện giọng lớn tiếng vậy, con nói giống như là anh ta quá đáng rồi, con không thể chịu nổi được nữa vậy, nói như vậy. Những cái chuyện quá đáng là những chuyện gì chị? Chồng em đi chơi mà em nói chồng em không đi mà chồng em vẫn đi, tới khuya chưa về, em gọi điện thoại chưa về. Có bao giờ lúc con sanh em bé ra buồn chồng quá rồi khóc với mẹ rồi cũng kiểu cằn nhằn với mẹ vậy không? Dạ xong em bé thì đi về nhà bà ngoại ở. Cô ơi, mình có con dâu xong rồi khi con dâu mà có sanh con lại về với mẹ ruột thì cô có cảm giác là nó hơi buồn buồn chút nào? Có chứ, buồn lắm. Mỗi lần mà con dâu với lại cháu nội về thì ở nhà hay chọc nói rồi hôm nay là bà thấy bà buồn dữ lắm rồi, bà nhớ cháu con dâu cháu nội bà rồi, đừng ai chọc bà nghe không? Đó, đúng rồi đó, trong mẹ chồng nàng dâu thì cũng có những câu chuyện như vậy. Khi mà con dâu đó ở với mẹ chồng ở suốt vậy, khi nào chuẩn bị để sinh em bé cái về nhà mẹ ruột anh nó cũng hụt hẫng, mẹ chồng cũng rất là hụt hẫng. Yeah. Đúng không cô? Yeah. Sao cô không giống như là khuyên con dâu ở lại với mình cho tiện chăm sóc cô? Tại vì bên bà ngoại cũng mới có đứa cháu đầu tiên, dưới đó cũng quý cháu cũng thương nên mình nghĩ thôi. Nhưng sau này nếu mà có bé thứ hai ở nhà mẹ chồng cho mẹ chồng chăm sóc thời gian đầu tiên được không? Dạ. Vậy cho vui cả nhà đúng không? Đứa này thở với bà nội, đứa kia ở bà ngoại vậy đó. Trải qua một thời gian cũng khá dài nhưng mà chưa hai người chưa có mâu thuẫn gì hết, chưa có gì gọi là căng thẳng lắm đúng không? Để xem người thứ ba có biết câu chuyện này không. Anh rất là vui mừng vì hai mẹ con nó cùng tham gia chương trình này để giải trí.
và cùng giúp cho mọi người trong gia đình hiểu nhau hơn. Anh đi làm xa nên là đôi lúc anh rất lo lắng về việc vợ và gia đình mình có hợp với nhau không. Nhưng mà anh thấy là mẹ với em rất là hòa thuận. Cháu ba ổng hơi khó tính, với lại tính ổng hơi truyền thống chút xíu. Nên đôi lúc là anh biết là mẹ có kể là em làm cho ba khó chịu, và những lúc mà em nói chuyện không có để ý lắm á, và điều đó làm anh hơi lo lắng chút xíu. Xem qua thì biết là ba em giận em nhiều lắm, giận con dâu nhiều, nhưng mà không có nói. Giờ quay qua giận mẹ chồng, lúc đó nghĩ sao? Dạ thì nghĩ cũng lỗi tại mình mà mẹ bị ba la. Cụ thể một chuyện nào đi. Ba nói giống như là em bé của con á thì rất là theo bà nội. Khuya á thì nó cứ đòi xuống ngủ chung với bà nội không à, thì phải cho nó xuống ngủ, nhưng ba chồng con không thích. Ba chồng con nói là giống như con của con thì con phải tự giữ vậy á, không được để cho ngủ chung với mẹ, ý là đừng có ỷ lại mẹ con quá đó. Mà mọi chuyện giống như muốn phải tự lập, không có ỷ lại mẹ con quá đó. Rồi lúc đó ba chồng ngủ đâu? Dạ thì ba con ngủ ở trên phòng thờ. Chú mốt chú già rồi chú có chịu ngủ riêng không? Chú ngủ riêng mà chú ngủ phòng thờ phòng kế bên thì dễ mở cửa bên đi qua. Trời ơi, khi mà con làm ba con giận như vậy á, thực chất thì có bao giờ con xin lỗi ba con chưa, hay là cứ câu chuyện để cho mẹ con xin lỗi hoài như vậy? Dạ không, cái này cũng không gọi là xin lỗi nữa, tại vì cái này đâu có sự con lỗi. Cũng đâu là cái gì là quá đáng đâu mà tự nhiên chạy tới xin lỗi. Nhưng mà con phải nói với ba con là con, tại vì á là cháu nội muốn xuống thăm bà nội chơi, ngủ bà nội, chứ không phải là tự động con cái gọi là chia sẻ thôi. Con không hiểu, ba cho con xin lỗi thí dụ vậy chẳng hạn. Dạ không, thì ba con biết rõ là tính em bé nó như vậy, nhưng mà tại vì ba con là muốn con phải giữ con của con thôi. Ngoài cái chuyện đó rồi ba còn giận chuyện gì nữa không? Con hay nói chuyện lớn tiếng thì ba con la, nói là nói chuyện phải nhỏ nhẹ. Nói chung là tự vì ông xã của tôi, ông người Trung á, người miền Trung á, thì tính tình thì hơi kỹ hơn, nói năng là phải có dạ thưa nhẹ nhàng, nhưng mà con dâu thì tính tình trẻ con, thành ra ba chồng nghe thấy hơi chói tai, ba chồng không thích. Nói bà phải dạy con dâu bà lại. Ví dụ cụ thể con lớn tiếng sao con? Dạ thì giống khi nhiều khi con nạt con nói, ví dụ như ba con hay trên lầu đọc sách á, nói chuyện với lớn tiếng thì ba cũng nói là nói chuyện nhỏ. Đúng rồi, ba đang đọc sách hoặc ba đang nói chuyện với ai, tự nhiên con khóc mình nói mày đính nha mày, nói um thùm hả mày. Nhiều khi người lớn tôi cũng hiểu lầm nhá. Cái này là hay bị lắm. Thì hy vọng là những cái gì mà nãy giờ mình chia sẻ đó, mình rút kinh nghiệm, bớt nói lớn tiếng. Ha, có chuyện gì thì nên chia sẻ với, không chỉ có mẹ chồng mà chia sẻ với ông già chồng nữa. Rồi coi mẹ chồng có cái chuyện gì mà không ưng ý con dù rất nhỏ không? Thì đó, không ưng ý là bé Liên mỗi lần mà mẹ chỉ mong muốn con là mỗi lần mà giận chồng lên đừng có nói chia tay. Mẹ chồng nói đúng đó. Ở gì cũng chia tay, làm gì chơi chơi vậy. Đúng rồi. Mà sao con nói chuyện chia tay đơn giản vậy con? Từ trước giờ ông như giống như quen 4 năm trời á, mỗi lần cãi lộn toàn con nói chia tay, chồng cũng chưa bao giờ nói chia tay hết. Nhiều khi nói chia tay cũng nói ừ rồi sao. Lúc chia đó thì sao là khóc mệt à. Hôm nay cô có muốn con dâu mình thay đổi một cái gì không? Mẹ muốn con là từ đây tới con nói chuyện với mẹ sao cũng được, có ba chồng con nói chuyện nhỏ tiếng một chút cho ba chồng thích mình. Mẹ chồng thương thì có ba chồng thương nữa, thì hai người càng thương con thì con càng lại hạnh phúc hơn. Đúng rồi. Còn không biết chị có mong muốn điều gì thay đổi ở mẹ chồng không? Chắc mẹ bớt thương con hả? Dạ mẹ thương con nhiều quá nên có nhiều người ganh tị, nhiều người ghét con. Ai ganh tị, ai ghét? Cũng có nhiều người giống như đi ngoài đường người ta nói trời ơi cái gì mà thương con dâu quá à. Rồi con dâu thì phải dạy cho nó, ý là nói chuyện phải thái độ sợ mẹ chồng chứ sao mà nói chuyện với mẹ chồng thoải mái quá vậy. Nhiều người ta nói vậy. Ngoài mà ăn thua gì. Sợ trong gia đình ganh ghét thôi chứ ngoài lâu lâu lại qua tiếng lại chuyện bình thường mà ha. Dạ. Để xem coi con trai của cô muốn thay đổi gì ở mẹ chồng và nàng dâu. Con mong muốn của con là với mẹ là con muốn mẹ, con mong là mẹ vẫn giữ sự hòa thuận này như vậy với vợ của con. Con mong mẹ bảo ban vợ con nhiều hơn chút nữa, để vì biết là vợ con tuy là nó hiền lành, tuy là hiền lành lễ phép nhưng mà nhiều lúc còn vô ý vô tứ mà. Rồi từ vợ ơi, anh mong là anh rất cảm ơn vợ vì đã thay mặt anh chăm sóc gia đình khi mà anh đi làm xa. Anh mong vợ là vợ bây giờ vợ cũng là mẹ của con anh vậy, cho nên là anh mong vợ sẽ trở nên chững chạc và đầm thắm hơn
cư xử khéo hơn để có được tình cảm của ba với mẹ ba luôn. Anh chồng mong muốn vậy thì mọi người thấy sao? Lúc nào cô cũng sợ là con dâu nó sợ mình, nó sẽ không gần mình thôi. Nên cô lúc nào cô cũng thoải mái mà cô sẽ dạy nó từ từ. Tự nghĩ là mình thương con thì con nó sẽ thương mình thôi, chứ không dạ, có phải chiều rồi. Nó mà nó hư được. Còn em, chị... chồng em nói em khéo léo hơn gì đó. Dạ cũng con cũng rút kinh nghiệm là sẽ nói chuyện nhẹ nhàng rồi khéo léo trong cách cư xử với ba chồng hơn. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn em. Nói gì nói chứ mẹ nhiều khi cũng có chút buồn đấy. Dạ. Nhiều phải quan tâm nhiều hơn để coi mẹ buồn điều gì. Rồi với cha chồng cũng vậy, lâu lâu mình cũng nói chị ba, con có gì ba nói cho con nghe đi, để con sửa, đúng không? Chứ không phải là cái chuyện gì nặng mình mới xin lỗi. Theo chú là vậy con hả? Dạ. Rồi hôm nay con muốn hứa gì với mẹ chồng con không? Dạ con hứa với mẹ là con sẽ thay đổi. Sau này khi cãi lộn với chồng con thì con sẽ không nói chia tay nữa. Mẹ cũng muốn con đối với chồng con đừng bao giờ con nói cậu chia tay này, mẹ rất sợ con đó. Mẹ chồng nàng dâu ôm chặt vào. Rất đẹp. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống nha. Gửi tặng một tiếng niệm của chương trình. Ngoài phần quà từ chương trình cũng có phần quà thực phẩm chức năng. Sản phẩm dành cho cô là Natto Enzyme, ngăn ngừa tai biến đột quỵ nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là sản phẩm dành cho chị, sản phẩm Natto Gen, giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Dạ.